Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon nha. Bánh su kem là món bánh thơm ngon được yêu thích của rất là nhiều người, đặc biệt là những người mà yêu thích đồ ăn ngọt. Bánh su kem nhìn thì tưởng khó nhưng cách làm thật đơn giản. Nó có vị ngọt béo, thơm lừng của nhân sữa kem cùng lớp vỏ bánh mềm tan, khi ăn tạo cảm giác rất là ngon miệng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái công thức mà làm thành công cho món bánh này nha. Trước tiên về phần nguyên liệu làm nhân bánh nha. 300ml sữa tươi, 25g bột bắp, 50g đường, 3 lòng đỏ trứng gà và 1 ống vani. Còn về phần vỏ bánh mình sử dụng 45g bơ lạt, 2 quả trứng gà, 60g bột mì, 1 ít muối, 100ml nước lọc. Bây giờ mình sẽ đi làm nhân bánh nha các bạn. Trước tiên 3 quả trứng gà mình sẽ đi tách lấy lòng đỏ nha. Các bạn có thể dùng tay như thế này hoặc dùng dụng cụ tách lòng đỏ. Giờ mình cho hết 50g đường vào lòng đỏ trứng gà để đánh cho đều nha. Mình dùng cây đánh trứng để đánh đều và nhanh tan đường nha các bạn. Bây giờ sẽ cho bột ngô vào để đánh đều luôn nha. Ở công đoạn này các bạn chú ý đánh đều tay để bột quyện đều với nhau nhé. Giờ mình chuyển đánh bằng cái phới để đỡ bị dính và đều hơn nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ cho ống vani vào bột để trộn đều nhé. Giờ mình sẽ đi đun sữa tươi nha. Các bạn chú ý mình chỉ đun ấm sữa thôi nha. Vì nếu để sôi thì lòng đỏ trứng rất dễ bị chín đó ạ. Khi sữa đủ ấm, mình tắt bếp và cho từng ít một sữa ấm vào hỗn hợp lòng đỏ trứng nha. Vừa cho vừa khuấy đều đến khi hết sữa nhé. Giờ mình sẽ cho lên bếp để nấu nha. Các bạn chú ý nấu ở mức lửa vừa để không bị cháy. Trong quá trình nấu thì nhớ khuấy liên tục và đều tay nha các bạn. Khuấy đều đến khi hỗn hợp đặc sệt như thế này là được nha. Phần nhân này mình sẽ cho ra một cái bát và bọc kín lại, bọc và ấn sát đến phần nhân như thế này nha.
Mục đích của việc này là để nhân giữ ấm được lâu, không bị khô và đông đặc. Giờ chúng ta sẽ đi làm phần vỏ bánh nhé. Trước tiên thì mình cho miếng bơ vào nồi, cho thêm chút muối. Đổ vào khoảng 100ml nước lọc. Đun nóng cho đến khi bơ tan hết là được nha các bạn. Sau khi bơ tan thì mình sẽ cho bột mì vào nha. Phần này mình sẽ để lửa nhỏ để nấu nhé. Dùng phới lồng để đánh bột quyện vào nhau nhé. Đầu chúng ta thấy bột bị cón cục và hơi khô đúng không ạ? Nhưng không sao, các bạn cứ đánh đều đến khi bột chín và kết dính thành một khối là được. Các bạn nhìn này, bột đã chín và kết dính như thế này là được nha. Quả trứng gà mình đập vào vỏ nhé. Các bạn chú ý bây giờ mình lấy lượng trứng gà đủ 100g thôi nhé. Nếu không đủ thì các bạn thêm phần lòng trắng trứng lúc mà làm nhân để cho vào. Còn nếu mà thừa thì các bạn sẽ vớt vớt ra nha. Giờ mình đánh tan hai quả trứng này ra nha. Mình đổ từng ít một trứng gà vào bột và đánh đều, thực hiện cho đến khi hết lượng trứng gà nha các bạn. Các bạn đánh đều tay cho đến khi hỗn hợp mềm mượt như thế này là được nha. Ở đây mình đã trải một tấm giấy nến lên trên khay nướng rồi nha. Mình dùng thìa để lấy từng ít một hỗn hợp bột lên trên khay nướng nha. Các bạn chú ý lấy ít bột thôi nha, vì khi mình nướng bột sẽ nở ra gấp 3 lần đấy nhé. Chúng ta cũng nên chú ý khoảng cách giữa bánh đủ rộng để bánh nở ra không bị kết dính lại với nhau. Nếu bạn nào có đầu bắt kem thì mình sẽ tạo hình bánh được đẹp hơn nó ạ. Xong rồi đó các bạn, giờ mình sẽ cho vào lò để nướng nha. Một số lưu ý khi nướng. Bật lò ở nhiệt độ 160 độ C, hai lửa để làm nóng lò trước khi nướng 10 đến 15 phút. Nướng ở nhiệt độ từ 200 đến 210 độ C, hai lửa, thời gian nướng từ 25 đến 30 phút. Sau khi nướng xong các bạn chưa vội lấy bánh ra, để bánh nguội bớt đi mới lấy ra nhé. Nếu lấy ra luôn thì bánh rất dễ bị xẹp đó nha các bạn. Bánh sau khi nướng đây các bạn, bánh nở đều ra nhìn rất là đẹp. Phần ruột bên trong bánh nó rỗng như thế này đó các bạn. Phần nhân thì mình sẽ chọc một cái lỗ ở phần vỏ và dùng syringe để bơm nhân vào nha các bạn. Như vậy chúng ta đã có một chiếc bánh su kem mềm tan thơm lừng rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh có chuông để có thể theo dõi được những video mới và nhanh nhất của mình nhé. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình nhé.